vụ như là dịch vụ báo cáo hàng tháng, dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm và những kiểm tra các xét lại báo cáo của các năm trước ạ. Các anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Hiền ở dịch vụ kế toán VAC ạ. Cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hiền ạ. Dạ, thầy giáo xin mời chị Hương ạ. Dạ, em là Trần Thị Hương, điều hành công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật trường tín. Em đến đây chúc toàn bộ các anh chị ở đây một ngày tràn đầy năng lượng, một ngày doanh nhân cực kỳ vui vẻ. Em tới đây là sản phẩm bên em là nhà cung ứng phụ kiện kim long chính hãng của tỉnh và nhà cung ứng phụ keo Apollo của tỉnh luôn, các vật tư ngành cửa và những cái sản phẩm như là lưới muỗi, rèm tổ ong ngăn máy lạnh, rất mong được các anh chị kết nối ạ. Dạ em cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Dạ. Tiếp theo ạ, xin mời chị Hằng ạ, để sao ạ? Em xin chào các anh các chị. Em là Hằng, giám đốc công ty Yến Sào Hằng Nga. Nhìn thấy Hằng Nga là nhìn sức trẻ trung, nhiều yến. Các chị đẹp muốn trẻ khỏe, có sức khỏe, đi đường, có sắc đẹp, ngàn cân. Hãy liên hệ với em Hằng. 458B đường Bình Giã, thành phố Vũng Tàu, sản phẩm yến xào Long Sơn, sản phẩm yến biển đảo rất là đặc trưng, rất bổ dưỡng và ăn vào rồi thấy cảm nhận và thử đi. Ở đây nó sẽ có sản phẩm thử. Và hôm nay là ngày của doanh nhân, em giảm giá 10% tất cả các sản phẩm. Mua buổi sáng nay thôi, buổi chiều là em đổi yến xào giá. Sản phẩm xịt quá, tiền lên giá em xin, em có quyền, em chẳng. Em xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hằng ạ. Cảm ơn chị Hằng nhanh tay đặt hàng trong sáng nay ạ. Dạ vâng, tiếp theo cũng là một chị tên Hằng, nhưng mà chị Hằng này là tính châu Đông Tây. Dạ. Dạ, em chào tất cả các anh chị có mặt trong buổi chương trình hôm nay ạ. Đứng bên chị Hằng Hoa Hầu, là Hằng tinh dầu ạ. Bên em thì chuyên cung cấp về các cái sản phẩm về tinh dầu, và thuốc tán, tinh dầu, đến thơ các loài. Điểm trong hôm nay thì công ty tinh dầu Đông Tây đến đây là có chương trình khuyến mại giảm 10-20% cho tất cả các sản phẩm ở đây. Và đặc biệt trong cái ngày quốc tế phụ nữ sắp tới thì bên công ty tinh dầu Đông Tây sẽ có những cái sách quà, những cái hũ đến thơm và xét sẵn có giá trị từ 500-600 nghìn. Phù hợp cho các anh, các chị hoặc là các bạn có thể tặng cho những người phụ nữ thân yêu của mình ạ. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Hằng ạ. Đã có những chương trình giảm giá đặc biệt trong sáng ngày hôm nay ạ. Để bắt đầu theo xin mời chị lên lên cho. Dạ, chúc các anh chị buổi sáng tốt lành, sống đây, tối nay xin mời cho bỏ tay ạ. Đó là slogan của FWD. Tôi có phải lên lên đến từ là FWD Việt Nam. Với ngày doanh nhân Việt Nam, lên lên hướng tới toàn bộ cộng đồng và ngày hôm nay tất cả chị em chúng ta đi với chương trình từ đầu và đừng có ai về nhé, đừng có rời khỏi ngày hôm nay. Và Lê Lên có một cái gói sản phẩm Lady First để tặng tất cả anh chị em, đó là ngày 20 tháng 10. Anh chị em hãy đón nhận và xin mời chào phải tất đầy cổ vũ cho Lê Lên ạ. Cảm ơn chị Lê Lên ạ.